ngày 15 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bắt kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trần Thụy Thùy Linh 41 tuổi, ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, 6 tháng tù về tội đánh bạc. Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, Linh cùng với ba phụ nữ khác đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền ở phía sau đất trống một nhà trọ thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn hình thức ăn thua mỗi bàn tới trơn thì người thắng ăn mỗi người thua 5.000 đồng, tới quan thì kết đôi tiền. Cả nhóm đánh được 8 bàn thì công an phường đến kiểm tra và cầm quả tang. Tổng số tiền cả 4 người sử dụng đánh bạc là 1,3 triệu đồng, trong đó Linh sử dụng 104.000 đồng để đánh bạc. Mặc dù số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng nhưng trước đó Linh có một tiền sự, chi tiết là vào ngày 17 tháng 8 năm 2018 Linh bị công an phường Châu Văn Liêm xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc chưa xóa tiền sự, lại nối tiếp tội lỗi nên bị truy cứu giết nghĩa vụ hình sự. Linh kháng cáo xin hưởng án treo vì gia đình neo đơn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, chồng vừa qua đời. Hội đồng xét xử nhận định cấp sơ thẩm đã áp dụng tất cả tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, bị cáo không có chứng cứ thế hệ nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.